chuyền dài của Lương Xuân Trường và không có lỗi việt vị của Văn Tuấn. Một đều, không thể tin được. Chỉ trong vòng ít ngày đều là những kịch bản giống nhau, những bàn thua đến ở những phút cuối. Văn Toàn thoát xuống rất nhanh, dứt điểm hạ gục Văn Công ở cự ly gần. Bàn thắng đến ở phút đá bù giờ thứ tư, phút đá bù giờ cuối cùng. Và người kiến tạo là cầu thủ chơi gần như thất vọng nhất trên sân ở trong trận đấu này, đó là tiền vệ Lương Xuân Trường. Đường chuyền dài hướng tới vị trí của Văn Toàn, đối mặt Văn Toàn. Văn Toàn 4-1. 4-1. Một lần nữa Văn Toàn vượt qua thủ môn đối phương. Tỷ số là 4-1 và đó có lẽ là cái kết cho Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam rồi. 4-1 và quãng thời gian thi đấu còn lại. Và với một đội hình mà đội bóng do huấn luyện viên Võ Đình Tân đang dẫn dắt thì không thể làm nên chuyện. Đây giống với bàn thắng mà Lương Xuân Trường đã tạo cơ hội cho Văn Toàn ghi bàn trên sân vận động Hàng Đẫy. Một lần nữa Văn Toàn phá bẫy việt vị, thoát xuống thông minh và sau đó dứt điểm thành bàn. Văn Toàn vẫn đang là Văn Toàn. Tỷ số là 1-0. Một pha xử lý tuyệt vời, một pha xử lý ở góc hẹp rất tuyệt vời của Văn Toàn. Pha xử lý đó xứng đáng nhận được những tràng pháo tay của các động viên cũng như huấn luyện viên Lý Tê Hùn. Cuối cùng thì Văn Toàn đã lên tiếng. Ở lượt đi V-League mùa giải năm nay, Văn Toàn đã lập cú đúp. Ở cúp quốc gia mùa giải năm ngoái, Văn Toàn cũng trong thùng lưới Than Quảng Ninh. Và ở vòng 1/8 cúp quốc gia năm nay, Văn Toàn tiếp tục khiến cho Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng. Và chạy chỗ rất hay của Văn Toàn. Sau đó Văn Toàn đã đi qua cả thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và có một pha dứt điểm rất kỹ thuật ở góc hẹp. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không chế bóng đầy nhạy cảm. Rất nhiều cầu thủ sẽ đá ra ngoài ở tình huống này khi mà góc sút là rất đẹp. Bóng ở sát đường biên ngang. Phải xử lý cực nhanh. Xử lý cực nhanh và nhạy cảm mới có thể tung ra được một cú sút như thế này. Và xử lý của Văn Toàn chắc chắn làm huấn luyện viên Lee Tae Hoon cảm thấy rất hài lòng. Trong một thế trận khá giằng co thì cuối cùng Văn Toàn đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đó là cặp đấu giữa cầu thủ tiếp theo gặp Dương Nam Hà Nam Định. Bật nhả khá hay Văn Toàn. Văn Toàn! Văn Toàn! Bàn thắng dành cho Hành Gia Lai. Tỷ số là 1-0. Đó có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu này. Nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Trước đó là một loạt tình huống đập nhà ở khu vực giữa sân trước khi Văn Toàn đột phá giúp mãnh, dứt điểm dội cột dọc khung thành của thủ môn Tuấn Linh trước khi bóng đi vào lưới. Trên sân nhà Pleiku, Văn Toàn là người ghi bàn thắng. Đó là một quyết định cực kỳ hợp lý. Đi bóng sộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Sửa che bóng gọn gàng, đem về bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ Anh Gia Lai. Theo Herman cũng như là Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú mà Hồng Quân chưa thấy một pha phối hợp tốt nào của họ. Chevrolet phía trong là Văn Toàn, thêm một cơ hội nữa dành cho Anh Gia Lai. Văn Toàn! Cú đúp dành cho Văn Toàn và tỷ số là 3-0. 3-0. Một trận đấu miễn chê của Văn Toàn. Và một trận đấu có thể nói là hết sức ấn tượng về phương diện hiệu quả đối với đội bóng của huấn luyện viên Dương Minh Ninh. Bóng được đập đến tận gôn. Và Văn Toàn lần này đã có một tình huống ghi bàn dễ dàng hơn so với pha solo với nỗ lực cá nhân của mình trong hiệp 1. Văn Toàn thế trận đưa thích của cầu thủ Anh Gia Lai khi họ đã dẫn trước đối thủ. Văn Toàn động tác giả. Văn Toàn không vào.
Không, như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho anh Gia Lai. Một pha xử lý lúng túng của hàng phòng ngự câu lạc bộ Sana Khánh Hòa bị Việt Nam. Và đó là một tình huống đá phạt lưới nhà. Một mình Văn Toàn thôi, không có vệ tinh nào xung quanh, nhưng anh vẫn có thể làm nên chuyện. Một tình huống làm động tác giả để vượt qua Jadon Sahar, và sau đó là đường chuyền mạnh vào phía trong khiến cho hậu vệ của đối phương mắc sai lầm. Bóng chạm vào Đình Khương đi thẳng về khung thành của Tuấn Mạnh. Thủ môn của câu lạc bộ Sana Khánh Hòa vì Việt Nam không thể làm gì hơn. Được quyền di chuyển rộng, tự do. Nhưng đây là cơ hội dành cho Văn Toàn. Tốc độ của Văn Toàn có tạo ra được một tình huống để mở tỷ số hay không? Và rồi! Cuối cùng thì tỷ số khá được mở ra. Chúng tôi đang nhắc đến Văn Toàn trong một vai trò của một tiền vệ con thôi. Thi đấu tự do để tìm kiếm cơ hội của mình và tạo ra những sợi dây liên kết khi mà bộ ba tấn công của anh Gia Lai gặp khó khăn. Và chỉ một sai lầm của hệ thống phòng ngự, Văn Toàn có cảm giác như đã sử dụng hết tốc độ và tốc lực của mình để vượt qua được tầm kiểm soát của thủ thành bên phía Than Quảng Ninh. Và đó là một pha đệm bóng, một chạm rất tốt của Châu Ngọc Quang. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn ít nhất là với những diễn biến trong những phút đã qua của trận đấu ngày hôm nay, cuối cùng lại mở tỷ số từ một sai lầm của đối phương. Văn Toàn không biệt vị, đối mặt với Quang Thế Tài, rất đồng đội Chevalier. Trận đấu đã khép lại, trận đấu đã kết thúc dù chờ trọng tài thứ tư còn chưa giơ biển báo phút bù giờ, nhưng với chiến thắng 2-0 ở thời điểm này thì huấn luyện viên Lee Tae-hoon trong tình huống này, chính hai cầu thủ này phối hợp với nhau, Văn Toàn vượt qua được cái bẫy phòng ngự do chính Quế Hồng Hải mắc lỗi, quan sát rất kỹ, nắn nốt, chuyền bóng như đặt cho Chevalier và 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút thứ 90. Trong khi đội chủ nhà vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn gỡ thì một tình huống phản công theo cái cách mà Hoàng Anh Gia Lai đã lựa chọn răng bẫy đối thủ. Và chỉ cần một pha bóng mà Quế Hồng Hải đã mắc lỗi vị trí thì chính bẫy việt vị đã làm hại đội chủ nhà và giúp cho đội khách nhân đôi cách biệt. Niềm vui của huấn luyện viên Dương Minh Ninh, của huấn luyện viên Lee Tae-hoon. Nhưng trung vệ người Pháp đã không thể có cú dứt điểm. Văn Toàn qua người, lại là một cơ hội phản công. Lại là Trần Tranh. Vẫn còn. Tỷ số là 4-0 cho Hoàng Gia Lai. Nếu như là cơ hội đầu tiên, Trevor Watts không thật sự nhạy bén thì ở pha bóng xử lý tiếp theo, số 10 người Jamaica của Hoàng Gia Lai đã chơi thực sự bình tĩnh để tận dụng thời cơ. Khoảng cách là rất lớn dành cho đội bóng Phú Núi. Sana Khánh Hòa đã tan nát ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, chính trên sân nhà. Đây là một ngày thi đấu có thể nói là cực kỳ thành công của Văn Toàn. Số 9 của đội bóng áo trắng gần như có mặt trong tất cả những tình huống ghi bàn cho lúc này của đội khách. Anh cũng là người trực tiếp ghi bàn thắng. Văn Toàn chưa có bàn thắng nào cho riêng mình trong trận đấu này. Nhưng rõ ràng là những gì mà số 9 đã tạo ra thực sự có một ảnh hưởng rất lớn trong thắng lợi có thể nói là hoành tráng của Hoàng Gia Lai. Chính Vũ Nguyên Vũ cho cầu thủ Thanh Hóa phát bóng lên. Lại là Văn Toàn, rất nỗ lực, tăng lên. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cao về của Thanh Hóa đã không thể làm gì được trước quyết tâm của Văn Toàn. Và sau đó thì anh đã có một cú căng ngang có thể nói là rất tuyệt vời. Đúng tầm băng vào của Wan Chevat. Rất chống trải và Wan Chevat. Tâm độ Văn Toàn, bên trong có Chevalier. Chevalier! Nguy hiểm! Văn Thanh! Bóng từ từ lăn vào lưới, 1-0 cho
Và người ghi bàn là số 17 Vũ Văn Thành. Trở lại trận đấu thứ 3 Vũ Văn Thành được tung vào sân. Và lần này thì khán giả đã gọi tên anh. Sự trở lại và Vũ Văn Thành vẫn lợi hại như xưa. Quang Thế Tài băng lên quá xa. Những gì khó khăn nhất thì Văn Toàn và Chevalier đã làm. Và việc còn lại của Văn Thành trong tình huống mà không thành của Viettel đã không cầu thủ môn. Đó là một tình huống dứt điểm vừa đủ. Bóng hướng vào khung thành của đội chủ nhà. Và dù cho nỗ lực của các cầu thủ hậu vệ Viettel như Đức Chiến cũng không thể làm gì khác, không thể giúp cho Viettel thoát thua trong tình huống này. Một tình huống mà Quang Thế Tài đã phối hợp không tốt. Theo chúng tôi thì Quang Thế Tài không cần phải băng la quá xa trong tình huống này.